xe được nâng gầm lên thì gầm nó rất là cao các bạn nhé, đi thoải mái luôn, phải lo. Khi được nâng gầm lên thì nó sẽ rất cao và các bạn phải lo là chạm sàn như thế nào. Anh Minh chính là người đang cầm lái Pagani này. Cẩn thận từng ly từng tí luôn các bạn ạ, và va chạm nhẹ thôi là cũng rất là nguy hiểm, cân não luôn. Và chỉ quanh mình mới cầm lái được chiếc thần gió này các bạn. Chuẩn bị xuất phát anh em ơi.